Thưa quý vị và các bạn, những năm đầu độc lập, phong trào diệt giặc đói, giặc rốt, giặc ngoại xâm do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động rầm rộ từ nông thôn đến thành thị. Nhiều nơi trong tỉnh, phong trào bình dân học vụ đã cơ bản xóa mù chữ cho nhân dân. Huyện Phù Cừ đã vinh dự được nhận thư khen ngợi của Bác. Phát huy truyền thống đó, những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước được ngành giáo dục lan tỏa rộng rãi. Đạo cụ trong giờ học kể chuyện, những món đồ chơi, đồ dùng từ giấy vụn, màu gỗ thừa, vẩy vụn, những hình vẽ, cắt giấy trang trí lớp học, tất cả đều do đôi bàn tay khéo léo của cô Bích, trường mầm non Trần Cao làm ra. Việc làm đồ dùng học tập cho trẻ được cô Bích duy trì từ nhiều năm nay, ban đầu chỉ để tham gia phong trào thi đua do nhà trường phát động, dần dần đã trở thành niềm say mê mỗi khi rảnh rỗi. Khi trẻ ngủ hết rồi, thì tôi dành một góc lớp để vừa quan sát được trẻ, vừa làm được thêm một chút đồ dùng đồ chơi. Ngoài ra tôi còn thực hiện làm đồ dùng đồ chơi này trong thời gian ở nhà. Khi mà mình làm ấy, cũng như mình tập thể dục ấy, nó cũng thành thói quen. Biến phong trào thi đua thành công việc yêu thích cũng là cách trường tiểu học Trần Cao lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước. Thay vì phát động những phong trào thi đua lớn, thời gian thực hiện lâu dài, mỗi tháng trường phát động một phong trào thi đua. Nội dung thi đua có thể là hướng tới ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của địa phương, có thể là chủ đề sinh hoạt ngoại khóa của tháng hoặc một nội dung giáo dục trên lớp. Nhờ đó mà từ năm học 2015-2016 đến nay, nhà trường liên tiếp nhận cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Nhà trường cũng đã triển khai những cái hoạt động cách cụ thể nhất và có những cái hoạt động sát thực và thiết thực đối với lại học sinh và giáo viên để các em và các đồng chí cán bộ giáo viên thấy rằng là cái hoạt động thi đua này là hoạt động thường ngày mà chúng ta cần phải cố gắng để thực hiện tốt nhiệm vụ chứ không áp lực là vì thi đua mà chúng ta phải làm. Sẽ có cái phần mà đánh giá làm sao mà nó sát thực nhất để động viên giáo viên đã cố gắng trong cái đợt thi đua đó. Thư khen thưởng của Bác Hồ là động lực to lớn thúc đẩy các phong trào thi đua của ngành giáo dục huyện Phù Cừ, từ đó lan tỏa rộng rãi cũng như thay đổi theo sự phát triển phù hợp với định hướng đổi mới căn bản và toàn diện, phát huy năng lực của người học. Các phong trào thi đua như là dạy tốt học tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, xây dựng trường học hạnh phúc, phong trào thi đua nghìn việc tốt. Thế và qua đó thì chất lượng giáo dục được nâng lên. Hiệu quả từ các phong trào thi đua không chỉ được huyện Phù Cừ đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, đạt xóa mù chữ mức độ 2 mà còn góp phần phát huy truyền thống hiếu học từ nhiều đời nay.